Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến kênh YouTube của Park Home. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị công trình của gia đình nhà anh Nguyễn Văn Cảnh có địa chỉ tại Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định. Công trình này được các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế trong một thời gian vừa qua. Trước khi mà chúng ta vào khám phá chi tiết công trình này thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu đôi nét về Park Home. 0964458888 hoặc 0924099999 hoặc 0828133333. Ở đây là các số hotline của chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn trực 24/24. Quý vị có thể là gọi điện đến bất kỳ lúc nào, khoảng 2-3 giờ sáng hoặc là những ngày cuối tuần thì đều có nhân viên túc trực hết. Đây thì chính là cái kênh trang chủ chính của Park Home chúng tôi trên YouTube. Và kênh này thì sẽ có đăng tải rất là nhiều này, những cái video các công trình mà chúng tôi thi công trọn gói này, và những cái công trình mà chúng tôi đã thiết kế trong thời gian gần đây. Hiện tại thì luôn luôn được cập nhật nhé. Quý vị có thể vào đây để tham khảo này, và có thể là quý vị có thể vào đây để tham khảo những cái ý tưởng để xây dựng nên ngôi nhà của mình. Và ngoài ra thì quý vị cũng có thể là truy cập website đây, tên miền là thiết kế thi công trọn gói .com. Ở đây thì Park Home đang có rất là nhiều chương trình này. Đặc biệt thì chúng tôi là đơn vị duy nhất và hiện tại có nhà máy sản xuất và có tổng kho trên toàn quốc để có thể là cung cấp vật tư vật liệu tới các công trình. Ở tại cái trang web này thì chúng tôi, quý vị có thể nhìn thấy, đầu tiên thì là những cái công trình mà chúng tôi đã thiết kế. Và đây thì có cập nhật giá tiền đầy đủ nhá, và minh bạch nhá. Và các công trình cũng như là giá thì chúng tôi luôn luôn cập nhật thường xuyên. Ngoài ra thì còn có các công trình mà đang thi công hoặc là đã thi công hoàn thiện xong rồi. Đây, có giá trị cụ thể đấy ạ, quý vị có thể tham khảo qua. Dưới thì sẽ là phần nội thất này. Ở đây thì chúng tôi sẽ có hệ thống chi nhánh chính. Tại trụ sở miền Bắc thì sẽ là tòa nhà Park Home tại 180 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại trụ sở miền Nam thì sẽ là tòa nhà Park Home số 162-164 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại chi nhánh miền Trung thì sẽ là 28 Hà Hoàng, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Ở chi nhánh miền Tây là 98A Lý Thái Tổ, nối dài, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tại chi nhánh Đồng Tháp là 226 Nguyễn Tất Thành, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Và đây là toàn bộ hệ thống chi nhánh của Park Home trên toàn quốc. Quý vị ở bất kể miền nào, miền Bắc, miền Nam, miền Trung hay miền Tây thì đều có chi nhánh của chúng tôi hết. Và nếu mà quý vị nào để yên tâm hơn ạ, có thể là lên trực tiếp những cái trụ sở của chúng tôi. Bởi vì là ở ngoài trụ sở này thì là nơi làm việc của các kiến trúc sư này. Ngoài ra thì chúng tôi còn có các hệ thống showroom này trực tiếp ở dưới trụ sở nữa. Quý vị có thể qua này tham quan trực tiếp, trải nghiệm sản phẩm, cũng như là mang về cho mình những cái sản phẩm giá trị nhất. Và ngoài ra thì quý vị cũng có thể là truy cập vào cái trang web tên miền là markhomegroup.vn. Ở kênh này thì quý vị có thể thấy này, đây, hiện tại thì Park Home của chúng tôi nhá, đang có các cái dòng sơn như là bột bả chống thấm rất là cao cấp. Và có một cái lợi thế là các vật tư vật liệu đều do chúng tôi trực tiếp sản xuất và phân phối độc quyền. Đó, nên là quý vị có thể hiểu được tất cả về các vật tư vật liệu này để có thể tư vấn cho chủ nhà các giải pháp thi công để làm sao mà cho công trình không những đẹp mà giá tiền thì còn rẻ. Bởi vì khi là chúng ta mua vật tư vật liệu của Park Home ấy, thì chúng ta sẽ mua với cái giá gốc trực tiếp từ nhà máy. Chế độ bảo hành thì dài hạn rồi, hàng thì luôn luôn chính hãng. Bình thường khi mà chúng ta ra cửa hàng mua thì đã phải thông qua rất là nhiều khâu này, nhiều cấp này, thông qua các cấp đại lý, cấp nhà phân phối, cấp tổng vùng, tổng kho. Thì mỗi một cấp như vậy thì chúng ta sẽ mất đi là khoảng tầm từ 10-15%. Thì tự nhiên là cái đơn giá mà chúng ta mua rất là cao. Chính vì thế mà những cái công trình tự thi công ấy, thì bao giờ giá nó cũng cao hơn rất nhiều so với chúng ta khi mà thi công trọn gói. Và đặc biệt tại Park Home của chúng tôi, sau khi mà quý vị ký hợp đồng thì chúng tôi sẽ thi công tuân thủ theo bộ hồ sơ thiết kế này, theo vật liệu mà chủ nhà đã lựa chọn và theo giá tiền đã thống nhất ngay từ ban đầu khi ký hợp đồng. Và Park Home cam kết thì sẽ không phát sinh trong cái suốt quá trình thi công nhé. Và trên website này thì chúng tôi có up lên này rất là nhiều những cái mẫu nhà đẹp này, quý vị có thể tự truy cập vào để xem. Ngoài ra ở đây thì cũng có rất là nhiều những cái công trình thực tế cho chúng tôi đã thi công xong rồi, để quý vị có thể là trực tiếp ngắm nhìn cũng như là trải nghiệm. Ngoài ra thì Park Home của chúng tôi thì sẽ còn có một cái trang fanpage chính trên Facebook, đó chính là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Park Home. Ở đây thì chúng tôi sẽ cập nhật này, đây, những cái mẫu nhà đẹp này, cũng như là nhiều những cái chương trình ưu đãi hấp dẫn đang diễn ra. Và quay trở lại với cái công trình chính của ngày hôm nay ạ, đó chính là công trình của nhà anh Lương Hữu Mạnh
tại Tư Mại Yên Dũng Bắc Giang. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá phần 3D của công trình trước quý vị nhé. Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng. Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình. Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mac Home. Mac Home, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mac Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, từ nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mac Home vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mac Home đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mac Home đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng nước Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mac Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mac Home. Quý vị thân mến, quay trở lại với công trình của nhà anh Nguyễn Văn Cảnh tại Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết về cái phần 3D ngoại thất của công trình. Nhìn vào bức ảnh này, chúng ta có thể thấy được công trình của chúng ta sẽ được thiết kế theo phong cách hiện đại cùng với hệ thống máy bằng ở phía bên trên. Có rất là nhiều những cái phong cách chủ đạo khác nhau, nhưng mà có 3 phong cách mà phổ biến nhất hiện nay, đó chính là phong cách hiện đại, phong cách tân cổ điển và phong cách cổ điển. Phong cách hiện đại thì sẽ là thường có những cái đường hình kỳ hài như thế này, như là hình vuông, hình chữ nhật này. Đặc biệt thì đây có thể xem như là một cái xu hướng phổ biến nhất hiện nay với giới trẻ. Phong cách này thì được lựa chọn bởi sự cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng sử dụng. Nó thì được áp dụng cho mọi công trình, chung cư, nhà phố, biệt thự. Dù là kiến trúc hay nội thất thì điểm nổi bật của phong cách này thì đó chính là tương đối đơn giản. Và về kiến trúc, phong cách hình khối mạnh mẽ và đường nét, kiến trúc mang ý nghĩa là tạo ấn tượng về cái sự khỏe khoắn như thế này. Thì cái vật liệu chúng ta sử dụng ấy, chủ yếu là những cái vật liệu khá là mới, ví dụ là gạch này, kính này, xi măng này, cốt thép này, vân vân. Còn hai phong cách còn lại chính là phong cách tân cổ điển và cổ điển, thì thường xuất hiện ở những căn biệt thự này, nhà phố này hay những con lâu đài, thường là trên các diện tường phào chỉ đã vẽ rất là nhiều. Còn đối với phong cách hiện đại thì quý vị có thể nhìn thấy trên các diện tường hệ cột này không có đắp vẽ bất kỳ một cái phào chỉ gì cả, chỉ có ốp những cái chất liệu rất là mới thôi. Nhưng mà quý vị nhìn ở công trình này có thể thấy được không ạ? Cái màu sắc công trình này được pha trộn rất là hài hòa với tông màu chủ đạo, đó là hai màu, màu trắng và màu nâu. Cái phần màu nâu ấy thì nó sẽ thể hiện rất là rõ nét này. Ngay phía khối dưới khu vực ở tầng 1 thôi thì sẽ có này, cái phần tường này được ốp gạch giả gỗ màu nâu. Còn phía bên trên này thì sẽ là sơn màu vàng vàng nâu đấy ạ. Đấy, kết hợp cùng với lại những cái mảng tường được sơn trắng. Phía bên trên tầng 2 thì chúng tôi sẽ ốp bằng chất liệu, đó chính là cái phần gạch, gạch màu xám ghi, kết hợp cùng với lại cái phần nhựa giả gỗ ở phía bên trên. Lên tầng 2 ạ, thì cái khu vực này hai bên thì sẽ được ốp bằng chất liệu là gạch màu xám ghi kết hợp cùng với màu vàng nâu này. Và bên trên này chúng ta cũng sẽ có những phần gạch giả gỗ như thế này để ốp cho phần ngoại thất công trình. Và dưới cái phần mái cũng sẽ có những hệ thống đèn dọi này, đèn downlight để chiếu sáng cho công trình chúng ta thêm nổi bật và lung linh hơn. Nhìn tổng thể của ngôi nhà cảm thấy nó vô cùng hài hòa đúng không ạ? Thiết kế mặc dù rất là đơn giản thôi, chỉ có những cái đường thẳng khá là vuông vức như thế này, mang lại một cái sự rất là khỏe khoắn. Công trình chúng ta sẽ được thiết kế với hệ bậc ngũ cấp đi lên, bao gồm 5 bậc, làm cho ngôi nhà thêm cao ráo và bề thế. Đặc biệt là nó sẽ cân xứng giữa phần đế, phần thân và phần mái. Và đặc biệt sau này khi mà phần phía đường ở phía ngoài này nó có bị tôn cao lên thì cũng sẽ không làm cho công trình của chúng ta trở nên là quá thấp hơn so với mặt đường. Công trình này của chúng ta này có toàn bộ cửa chính này, cửa phụ, cửa sổ và cửa đi. Trong tất cả căn nhà này đều được sử dụng bằng chất liệu đó chính là cửa khung nhôm với lại kính cường lực. Mỗi một cái hệ nhôm thì sẽ bao gồm 3 phần. Đầu tiên chúng ta còn phải chú ý này, đó chính là cái phần hệ khung nhôm ở phía bên ngoài. Hệ khung nhôm này thì sẽ có rất là nhiều những cái chất liệu và độ dày khác nhau, ví dụ như là sinh pha, Việt Pháp, PMA, khung hệ 45, hệ 55. Về cái thứ hai chúng ta cần phải để ý đó chính là cái phần kính. Kính thì sẽ bao gồm nhiều loại kính khác nhau, như là kính cường lực này, kính phản quang này, kính dán hai lớp an toàn.
Về phần phụ kiện thì đây là một cái phần rất là quan trọng mà rất là nhiều người thường hay bỏ quên, hay để hết cái phần này cho đội thợ. Thì đây là một cái điều mà hoàn toàn sai lầm quý vị ạ. Bởi cái phần phụ kiện mới là cái phần quan trọng nhất. Phụ kiện thì bao gồm hệ thống tay nắm cửa này, bản lề này, rồi keo liên kết. Đặc biệt là các loại keo liên kết là cái phần rất là quan trọng. Nó sẽ giúp để liên kết này giữa với cái phần là cái khung nhôm này và cái phần tường. Khi mà nhá, chúng ta sử dụng các loại keo kém chất lượng chẳng hạn, thì nếu như phần nước ở phía ngoài ấy, trời mưa nó bắn vào thì nó rất dễ thấm vào phần tường phía bên trong. Nên là chúng ta cần phải lựa chọn và chỉ định những cái loại vật liệu đặc biệt cao cấp. Đấy, ví dụ như phần phụ kiện như thế này là một cái điều rất là cần thiết quý vị nhé. Hệ thống lan can ban công của chúng ta thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu cái đơn giá hiện tại bây giờ nó đang dao động khoảng tầm là từ 1,5 triệu trên 1 mét dài. Đấy. Tất nhiên rồi, một ngôi nhà hiện đại thì cái cầu thang, tất nhiên rồi ạ, một ngôi nhà hiện đại thì cái phần ban công nó cũng là phải sử dụng chất liệu kính như thế này. Mà khi chúng ta sử dụng chất liệu kính nhá, thì cái không gian của chúng ta nó sẽ được mở rộng tối đa hơn và không bị che chắn về bất kỳ tầm nhìn. Một ngôi nhà đẹp thì cũng là một cái ngôi nhà mà có cái sự tổng hòa giữa tất cả mọi không gian, từ chi tiết chính đến chi tiết phụ. Như quý vị có thể thấy đây thì toàn bộ cái hệ thống ngôi nhà chính này rất là đồng nhất với cái hệ thống cổng như thế này. Cổng thì cũng được thiết kế sử dụng và pha trộn những cái màu sắc để đồng nhất với ngôi nhà chính phía bên trong. Ví dụ như là sắt hộp sơn tĩnh điện này, kết hợp với lại những cái phần gỗ nhựa này. Và bên cạnh đó này cũng sẽ ốp bằng chất liệu là gạch rừng màu ghi xám này. Và toàn bộ xung quanh đây thì sẽ là được sơn màu trắng. Đây là một cái góc nhìn khác của ngôi nhà. Thì quý vị thấy là ngôi nhà này có hai sảnh. Đây là khu vực sảnh chính, còn đây là khu vực sảnh phụ. Và từ khu vực sảnh phụ này thì ngay bên cạnh là một cái ao khá là lớn, đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ có thêm một phần tường bao ở phía bên này nữa nhé. Nhưng mà nhìn cái góc cạnh ở phía bên này, công trình vô cùng đẹp rồi ạ. Đây là công trình khi về đêm, buổi đêm mà chúng ta bật hết tất cả hệ thống đèn dọi này, rồi đèn downlight này lên này, thì sẽ cảm thấy ngôi nhà của chúng ta trở nên vô cùng nổi bật và lung linh. Đây là góc nhìn khi mà chúng ta nhìn từ bên trên phần mái xuống. Có thể thấy là ngôi nhà của chúng ta thì sẽ được thiết kế theo với lại cái hệ thống mái bằng. Nhà mái bằng thì sẽ được thiết kế là đổ trực tiếp cái phần bê tông lên trên dàn cốt thép này, tạo thành một cái mặt phẳng kiên cố chắc chắn. Mái bằng thì chúng ta có rất là nhiều những cái ưu điểm rồi. Ví dụ như là thi công thì được dễ dàng này, tốn ít chi phí và thời gian thi công này. Và đặc biệt thì thi công nhà mái bằng thì nó cũng khá là đơn giản nhưng mà lại vô cùng tinh tế. Và đặc biệt chúng ta cũng có thể hoàn toàn là tận dụng được những cái phần nóc phần mái bằng như thế này làm cái nơi để chúng ta có thể là vui chơi sinh hoạt này, hoặc là chúng ta có thể biến tấu thành một cái sân thượng. Mái bằng của chúng ta thì sẽ có 3 lớp tất cả. Đầu tiên là sẽ là cái lớp kết cấu chịu lực, cái thứ hai sẽ là lớp tạo dốc, và cái lớp trên cùng sẽ là lớp chống thấm. Đấy, và mỗi một cái lớp thì chúng ta cần phải có những biện pháp thi công khác nhau. Và có thể nói rằng là kết cấu mái bằng bê tông cốt thép thì nó rất là đơn giản, chỉ gồm mặt phẳng mái liên kết phần trần nhà với cái độ dày bê tông nhất định, chứ không cần tạo hình khối với độ đua của mái giống như là mái Thái hay mái Nhật. Có một cái số lưu ý trong cái quá trình mà thi công hệ thống mái bằng như thế này, đó chính là cái quy trình mà đổ bê tông mái ấy, thì nó cũng tương tự như là đổ bê tông sàn. Trong trường hợp mà đổ bê tông vào mùa hè thì khi mà nhiệt độ trên 30 độ C chẳng hạn thì bê tông thì sẽ phải đổ liên tục để đảm bảo được cái tính liên kết của bê tông. Và sau khi đổ bê tông sàn mái đầm và gạt mặt xong thì sẽ chờ cho cái bê tông bay bớt hơi nước và khô se lại. Sau đó sẽ tiến hành là đầm lại một lần nữa. Và khi mà dùng ngón tay ấn lên bề mặt bê tông ấy, và nếu như mà thấy là cái vết lõm ướt thì cái bê tông thì vẫn có thể đầm được. Còn nếu như mà chúng ta mà thấy dính, không tạo thành vết lõm hoặc nổi nhiều nước thì vẫn còn sớm. Trong trường hợp mà nếu như bê tông lõm khô thì bê tông đó đã se lại là không đầm thêm được nữa. Và khi trời nắng tốt, thời điểm đầm lại khoảng tầm 2 giờ sau khi đầm lần đầu, trời mát hơn có thể là đến 4 giờ. Trong trường hợp mà có nước nổi trên bề mặt thì chúng ta có thể là rắc một cái lớp bột xi măng đều và mỏng lên trên cái bề mặt bê tông, rồi sau đó thì sẽ dùng cái bàn xoa gỗ xoa kỹ thật phẳng. Mặt sàn mái thì sẽ được chia thành từng giải này để có thể đổ được cái bê tông, và mỗi một cái giải rộng từ 1 cho đến 2 mét. Yêu cầu là khi đổ này phải thực hiện theo đúng cái quy trình, đổ xong một giải mới rồi mới sang cái giải tiếp theo. Và khi mà đổ bê tông thì sẽ cách sàn mái này, cách dầm chính khoảng tầm 1 mét thì sẽ tiến hành thi công đổ bê tông dầm chính. Và đổ bê tông vào dầm thì sẽ cách mặt trên cốt pha sàn từ 5 cho đến 10 cm, thì sẽ tiếp tục đổ bê tông sàn mái và sử dụng dầm dùi để dùi chặt bê tông, sau đó thì kết dính với nhau. Đó là những cái lưu ý khi mà chúng ta cần thi công mái bằng. Đây là cái phần nhìn công trình từ phía sau này, có thể thấy được là bên trên thì chúng ta đã tận dụng một cái khu vực là để tét nước thái dương năng. Đây chúng ta sẽ có một cái lối đi ra ngoài khu vực phía sân ướt sau này. Còn bên trên này sẽ là khu vực ban công, dưới này sẽ là khu vực sân phơi rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi ngó qua một chút về cái ảnh thực tế của công trình nhé.
Khi mà quý vị nhìn vào cái ảnh từ bên trên này thì quý vị có thể đoán được rằng là cái công trình của chúng ta sẽ xây dựng ở vị trí nào không ạ? Quý vị thể đoán xem. Đây, đây là những cái phần nhìn từ bên trên xuống. Và khi mà nhìn kỹ ảnh này luôn thì quý vị có thể khoanh vùng được đúng không ạ? Là chúng ta xây dựng ở vị trí nào chưa? Đây, tôi bật mí luôn nhá. Là chúng ta sau này sẽ xây dựng ở khu vực này, lấp một cái phần ao này đi. Đấy, sau đó sẽ dựng ở đây. Và cái hướng của cái ngôi nhà sẽ quay ra phía này, phía ngoài mặt đường chính này. Đấy, để xem có phải không nhá. Đấy, phần ao sau này sẽ san lấp này. Đây là quá trình và ký hợp đồng của chủ nhà. Đây, đúng tôi nói đúng không ạ? Sau này thì sẽ công trình xây dựng ở vị trí này, lấp một cái phần ao đi. Đấy, hướng ngôi nhà sẽ quay ra đây và cái phần đường ở phía ngoài. Đây là ký hợp đồng xong. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết vào công trình này nhé. Đây thì chính là cái phần bóc mái, hay còn gọi là cái phần mặt bằng bóc tách mái của công trình. Thì khi mà nhìn vào từ đây chúng ta có thể thấy là những cái vị trí nào chúng ta cần đặt đồ dùng. Ví dụ như là vị trí nào cần để bàn ghế này, vị trí nào cần đặt vị trí nào cần đặt giường ngủ này, hệ thống tủ quần áo này, vân vân, rất là nhiều những cái chi tiết ạ. Quý vị có thể thấy là từ cái khu vực là cửa sảnh chính này, bước vào bên trong thì đầu tiên sẽ là phòng khách. Phòng khách rất là rộng này, hệ tivi ở đây, hệ tivi sẽ ở phía đối diện như thế này. Đây là khu vực cầu thang thì nằm ở phía giữa. Và đằng ngay sau cầu thang thì sẽ là khu vực bếp, cái là phòng ăn. Một nhà vệ sinh chung cho cả tầng. Và phía cuối căn nhà thì sẽ là một phòng ngủ. Đây là một cái góc khác ở dưới tầng 1. Còn đây là cái không gian trên tầng 2. Bước lên tầng 2 chúng ta sẽ có một khu vực, đó chính là phòng sinh hoạt chung ở phía này. Sẽ có 3 phòng ngủ tất cả, 1, 2, 3. Và một cái khu vực nhà vệ sinh chung cho cả tầng 2 nằm ở đây. Thiết kế vô cùng đơn giản thôi ạ. Bây giờ thì sẽ cùng đi tìm hiểu về hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình. Công trình nhà anh Nguyễn Văn Cảnh, Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định. Đầu tiên là mục lục về bản vẽ kiến trúc. Nhìn vào mục lục này chúng ta có thể thấy toàn bộ những cái mục chính ở trong cái bản vẽ này. Có bao gồm này, mặt bằng này, mặt đứng, mặt cắt này, chi tiết vệ sinh này, chi tiết cửa đi, cửa sổ, chi tiết ngũ cấp, lát sàn, trần đèn, vân vân. Đây thì chính là mặt bằng định vị công trình. Công trình chúng ta đây thì lối cổng vào sẽ nằm ở đây. Đấy, xung quanh là nhà hàng xóm và nhà của hàng, và xung quanh chúng ta sẽ nhà hàng xóm và nhà người thân. Đấy, từ khuôn viên này bước vào, chúng tôi sẽ để cho căn nhà một khoảng sân khá là rộng để chúng ta có thể là thoải mái để xe này hay là sinh hoạt vui chơi ở đây. Trước này thì cũng có thể là thêm một cái khu vực để tiểu cảnh. Ngôi nhà thiết kế theo kiểu nhà ống, khu vực sảnh chính đây, sảnh phụ ngay về bên hông như thế này. Đây là mặt bằng bát trạch. Thì gia chủ sinh năm 1979. Thì cái hướng sinh khí sẽ là hướng Nam, phúc lộc vẹn toàn. Hướng Bắc thiên y thiên thời che chở. Hướng Đông Nam diên niên mọi sự ổn định. Hướng Đông phục vị được sự giúp đỡ. Màu tương sinh thì sẽ là màu đen, màu xám, xanh nước biển. Màu tương hợp là màu xanh lục, xanh da trời. Khi mà chúng ta có cái mặt bằng bát trạch như thế này, chúng ta có thể xác định được cái hướng nhà này, hướng bếp, hướng ban thờ là quay về hướng tốt. Còn lại thì những cái hướng xấu thì sẽ dùng đặt nhà vệ sinh hay nhà kho. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái phần mặt bằng nội thất phía dưới khu vực tầng 1. Căn nhà chúng ta sẽ chỉ có 2 tầng thôi. Chiều ngang này của cái phần mặt trước này là 6,4 m. Còn cái chiều sâu của công trình là 17,1 m. Như thế thì chúng ta sẽ có tổng diện tích cho cả hai sàn là 218 m². Rất dễ để bố trí mặt bằng công năng, rất là thoải mái luôn ạ. Từ cửa chính bước vào, ta sẽ đến một phòng khách rất là rộng. Phòng khách 23,5 m². Bên này đổi một bộ bàn ghế sofa tiếp khách này. Phía bên này thì sẽ là cái khu vực kệ tivi. Cầu thang nằm ở giữa nhà, dễ dàng di chuyển và thuận tiện hơn. Khu vực bếp ngay phía sau khu vực cầu thang này, với diện tích là 21 m². Có một cái bộ bàn ăn này dành cho tầm 6 người. Từ đây thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống tủ bếp được thiết kế theo hình chữ L với thứ tự bếp nấu, bồn rửa, tủ lạnh. Với thiết kế như thế này giúp chúng ta là có thể là tối ưu hóa được việc di chuyển trong không gian bếp này. Cái thao tác trong bếp sẽ được dễ dàng hơn. Ví dụ như mà chúng ta lấy đồ ăn thực phẩm trong tủ lạnh này, sau đó thì sẽ mang đây để rửa này, và cuối cùng mang lên bếp để chế biến, sau đó thì sẽ mang bàn ăn để ăn. Nó tạo thành một cái chu trình khép kín này. Và bên cạnh đó thì nó cũng tránh được những yếu tố về phạm xung trong phong thủy nữa, lửa và nước đối đầu nhau. Và từ khu vực này chúng ta sẽ có một cái cửa ra ngoài sân giặt phơi ở phía bên hông nhà. Đấy, rộng 7 m², phía cuối là máy giặt này, phía bên này sẽ giặt phơi, phía bên ngoài này thì cũng có thiết kế thêm hệ thống chuồng cọp nữa. Và từ khu vực bếp nhé, chúng ta sẽ có một hệ thống cửa như này. Đây là khu vực sảnh phụ ở phía bên hông nhà. Từ đây
bước vào đây. Khi mà ví dụ các bà các mẹ chúng ta đi chợ về chẳng hạn, đồ đạc rất là lình kình, mà trong nhà chúng ta đang có khách thì không thể nào mang rất là nhiều đồ đạc đi qua đây đúng không ạ? Thì như thế nó sẽ rất là bất thẩm mỹ. Chính vì vậy mà chúng tôi thiết kế những cửa như thế này. Đây cũng là một cái lối tiếp cận thứ hai của cả ngôi nhà. Khi mà các bà các mẹ có thể đi trực tiếp thông qua cửa này vào phía bên trong bếp, tránh khỏi đi qua sảnh chính. Tiếp theo ngay sau bếp thì sẽ là cái khu vực nhà vệ sinh chung. Có thiết kế đẩy lavabo phía ngoài, bên trong thì sẽ là bồn vệ sinh và vòi tắm sen. Có một vách ngăn kính ngăn nước bắn ra ngoài khi chúng ta sử dụng vòi tắm. Và với thiết kế tách biệt giữa hai không gian, chúng ta có thể dễ dàng này, một người bên ngoài rửa tay, còn bên trong này có thể là tắm hoặc đi vệ sinh. Mọi thành viên trong gia đình thì sẽ không mất quá nhiều thời gian để chờ đợi nhau. Còn phía cuối căn nhà chúng ta sẽ có một khu phòng ngủ rộng 16,8m2, cũng khá là rộng rãi để gia đình có thể là thoải mái ra nghỉ ngơi sinh hoạt. Và từ đây sẽ có một hệ thống cửa đi ra ngoài khu vực sân ướt rộng 7m2. Đấy toàn bộ công năng dưới tầng 1. Tầng 2 của chúng ta thì sẽ từ khu vực này bước lên nhá, thì sẽ là phòng sinh hoạt chung rộng 5,7m2, có là một bộ bàn ghế sofa nhỏ nhỏ ở đây. Ở trên khu vực tầng 2 thì chúng ta sẽ có tổng cộng 3 phòng ngủ tất cả. Phòng ngủ này rộng là 14m2, có một hệ thống cửa đi ra khu vực ban công ở phía trước của ngôi nhà. Phòng ngủ này là phòng ngủ 3, nằm có diện tích là 15m2. Phòng ngủ này thì cũng có ưu ái thêm một khu vực ban công ở bên hông của ngôi nhà, rộng 5,3m2. Đây cũng sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung với cả tầng 2, rộng 4,7m2, cũng thiết kế đẩy lavabo ra phía ngoài. Ở bên trong vẫn là bồn vệ sinh và tắm sen. Và cái nhà vệ sinh này được thiết kế đồng nhất, đồng trục nhà vệ sinh phía bên dưới, giúp cho hộp kỹ thuật đi đường điện, đường nước được dễ dàng hơn. Phía cuối căn nhà thì sẽ là một phòng ngủ rộng 21m2, có đầy đủ này, giường ngủ, tủ quần áo, kệ tivi, tắp đầu giường, vô cùng rộng rãi. Đây là phòng ngủ lớn nhất của căn nhà. Và phòng ngủ nào tôi để ý là cũng đều có những hệ thống này, cửa ra ban, không có cửa sổ thì cũng sẽ có cái cửa ra ban công đấy, để có thể là cho cung cấp được cái sáng tự nhiên, cũng điều hòa không khí cho gian phòng. Khi gia chủ chúng tôi ngủ ở không gian này thì sẽ không có cái cảm giác bí bách hay là khó chịu. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái phần mặt đứng của công trình. Mặt đứng này có thể thấy được cái chiều cao tính từ cốt sân này lên khu vực đỉnh mái thì sẽ là 8,7m. Trong khi đó thì chiều cao của bậc ngũ cấp là 750mm, chiều cao thông thủy tầng 1 là 3,9m, chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6m và chiều cao phần mái bên trên là 450mm. Nhìn vào đây thì có thể thấy là từng cái màu sắc khác nhau phần tường này, đại diện cho những cái phần mà chúng ta cần phải ốp này. Và khi mà chúng ta làm theo đúng cái chỉ định như thế này thì cái công trình chúng ta thì nó sẽ giống y hệt với bản vẽ 3D mà chúng tôi thiết kế. Đây là phần mặt cắt của công trình. Nhìn vào phần mặt cắt này thì chúng ta có thể hình dung hết tất cả những không gian bên trong của ngôi nhà mà nó cắt qua. Ví dụ như là chiều cao của cửa này, hệ thống rồi là cửa sổ này, cửa đi này, tường này, dầm sàn. Và chúng ta cũng có thể đọc được những biện pháp thi công. Đầu tiên ấy, thì chính là cái vị trí để hạ cốt sàn, ví dụ nhà vệ sinh, nhà bếp, sân ướt, sảnh hiên. Tất nhiên là chúng ta phải hạ cốt sàn rồi để tránh cái hiện tượng trạng mà nước nó ứ đọng lại, thoát nước tốt. Cái thứ hai chính là chúng ta có thể nhìn ở đây ạ, những cái phần nào được đổ bê tông như phần dưới sàn tầng 1 này, đấy được đổ bê tông này, một lớp bê tông chống sụt lún này, khu vực cầu thang được đổ bê tông này, sàn tầng 2 này và cái khu vực sàn mái phía bên trên. Chi tiết khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì sẽ có hai phương án cho quý vị. Đầu tiên là lựa chọn thiết bị trước, giúp cho các đơn vị thi công, đặc biệt là bên điện nước, thì khi mà lắp đặt thì sẽ tính toán cái vị trí sử dụng thuận tiện hơn. Cái thứ hai là cái phần trần. Một là trần thạch cao này, trần chịu nước hay trần nhựa. Khi sử dụng thì cái hơi nước thường thường nó hay bị bốc lên ấy. Chính vì thế mà chúng ta phải lựa chọn vật liệu làm sao để có thể đảm bảo được. Hoặc thứ hai là quý vị có thể đổ ngay cái lớp bê tông phần trên để có thể tận dụng được cái phần trên tạo thành một cái nhà kho để đựng đồ. Hay như quý vị có thể thấy ở đây không ạ? Có đổ một cái lớp bê tông phía bên trên này. Đây là chi tiết cầu thang. Chỗ cầu thang cần phải đổ bê tông đây ạ. Rồi đây là này, mặt thang này, tầng 1 tầng 2 này. Đây là cái chi tiết con tiện inox, kính cường lực, trụ gỗ, tay vịn đấy ạ. Mặt bằng bố trí cửa này. Đây là hệ thống cửa chính của chúng ta. Khi nhắc đến cửa chính, thường thường chúng ta sẽ phải chú ý đến cái kích thước lỗ ban. Thì chúng ta sẽ tính kích thước lỗ ban như sau. Lấy toàn bộ cái phần phổ bì, trừ đi cái khuôn bao phào nẹp
thì sẽ ra được cái kích thước lọt sáng lọt khe. Và đây thì mới là cái thông số chính thức để quý vị có thể tham khảo. Quý vị sau khi mà có kích thước rồi thì có thể là vào trang markhomegroup.vn. Đấy, sau đó thì kéo lên đầu để vào cái mục thước lỗ ban, sau đó quý vị có thể tra. Đây là những chi tiết là cửa đi này. Đấy. Rồi cửa sổ này. Quý vị thấy không ạ? Trong cái bộ hồ sơ thiết kế của Markhome chúng tôi thì đụng vào đâu thì cũng có chi tiết hết. Đụng vào đâu cũng có bóc tách hết. Nên là rất là cụ thể. Đây là mặt bằng lát sàn. Cho chúng ta thấy được tất cả vị trí nào nên sử dụng loại gạch nào để lát. Bên cạnh đấy thì những vị trí nào chúng ta cần phải cắt gạch, tránh hiện tượng là thợ cắt quá nhiều gây tốn kém cho chủ đầu tư. Còn đây sẽ là mặt bằng trần đèn. Từng cái vị trí nào mà chúng ta cần phải lắp này, thiết bị này, đèn đao lai này, này rồi quạt trần này, rồi quạt hút mùi này, vân vân. Và đó là toàn bộ cái hồ sơ kỹ thuật. Tiếp theo sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hồ sơ kết cấu. Tại vì quý vị có thể thấy là ở ngay cái phần đầu công trình tôi đã giới thiệu, đây là cái công trình của chúng ta, thì nó sẽ nằm trên một cái này, nhìn ra đây sẽ rõ nét nhất này, một cái ao rất là lớn. Chúng ta sẽ lấp một cái phần của ao đi, nó sẽ xây dựng công trình lên. Chính vì thế mà khi mà chúng ta xây dựng trong những cái nơi mà đất trũng như thế này thì cái điều mà chúng ta cần phải làm đó chính là ép cọc, một cái điều bất di bất dịch là không thể nào mà có thể là thay đổi được rồi. Như đây quý vị thấy rõ nét đấy ạ. Giải pháp xử lý nền và móng là móng cọc bê tông cốt thép 200x200. Giải pháp kết cấu phần thân là hệ khung dầm bê tông cốt thép. Kết cấu sàn gồm các ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối tựa trên các dầm khung và dầm phụ kết hợp cùng với đỡ tường ngăn. Trong cái hồ sơ kết cấu này của chúng tôi này đã thể hiện rất là rõ nét này. Từng cái mục một tất tần tật ở đâu cũng đều có chi tiết này. Chi tiết thép ra cường lỗ này, chi tiết ra cường dầm này, chi tiết liên kết dâu thép cột và biên và tường này. Đấy. Rồi liên kết thép sàn và vách bê tông. Nói chung là khi mà quý vị nhìn vào đây ạ thì thấy này, cái cách nối thép như thế nào, đan thép như thế nào này. Rồi này, các yêu cầu khi thi công này ở đây đều có sẵn này. Và khi mà các bác thợ của chúng tôi nhá mà nhìn được cái bản vẽ này thì đều rất là chi tiết rồi, có thể dễ dàng làm theo. Đặc biệt là chúng tôi cũng còn có thêm một cái phần nữa. Đây, đó chính là cái phần bảng thống kê cốt thép cho từng phần. Khi mà có cái bảng thống kê cốt thép từng phần này thì chúng ta có thể thống kê được toàn bộ những cái số lượng cốt thép cần bao nhiêu để cần phải sử dụng này. Chúng tôi có thống kê rất là đầy đủ rồi. Bao nhiêu cây thép, bao nhiêu cấu kiện đều hết ở đây. Thì thứ nhất sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí cho chủ đầu tư, tránh mua dư thừa hay là mua thiếu. Cái thứ hai là chúng ta có thể tránh hiện tượng là đội thợ có thể là ăn bớt cái phần thép của chúng ta. Tất cả đã thể hiện rất rõ nét rồi. Tiếp theo là hồ sơ điện nước. Đây là cái phần mà cũng khá là quan trọng và quyết định đến cái sự sinh hoạt thuận tiện hàng ngày của gia đình. Trong cái bảng hồ sơ điện nước này thì có thể rất là đầy đủ này, như mặt bằng chiếu sáng thông gió này cho từng tầng, mặt bằng bố trí ổ cắm internet camera, đây mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh, có những sơ đồ nguyên lý cấp điện này. Sau khi có sơ đồ nguyên lý cấp điện xong thì chúng ta cũng sẽ có thêm đấy, cái mặt bằng chống sét này, tiếp điện tầng 1 này, mặt bằng chống sét phần mái này, đây có sẵn này, chi tiết kim thô sét ở đây. Đây là bảng thống kê vật tư thiết bị điện. Đấy, trong cái bảng thống kê này, đấy, có sẵn sàng này, sử dụng bao nhiêu, số lượng bao nhiêu. Xong điện rồi thì chúng ta sẽ đến cái phần nước, mặt bằng cấp nước đây. Đây, từng cái đường ống này, đường cấp nước này, từ giếng gia đình này và đường chứa cấp nước sạch này, có hai cái đường để đi vào. Đấy, mặt bằng cấp nước tầng mái này. Đấy. Mặt bằng thoát nước, đã có cấp nước thì phải có thoát nước đúng không ạ? Sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước này, thống kê rất là chi tiết luôn. Đấy, thì các bác có thể thấy không ạ? Khi mà xem tất cả những cái bộ hồ sơ thiết kế của Markhome chúng tôi rồi, thấy không ạ? Không một cái chi tiết nào thừa thãi cả, rất là đầy đủ. Mà để biết được là các kiến trúc sư chúng tôi mà vẽ lên một cái bản vẽ thiết kế như thế này thì thực sự là cần chất xám rất là nhiều đúng không? Và khi mà quý vị bỏ tiền ra quý vị mua cái bản vẽ như thế này thì thực sự là nó quá là một cái sự điều rất là hợp lý rồi, và nó xứng đáng. Đây là bảng thống kê vật tư thiết bị điện nước. Đấy. Rồi. Và cuối cùng thì sẽ là cái phần dự toán của công trình. Trong cái
bảng dự toán này thì chúng tôi có bóc tách chi tiết tất cả này, như là thép khối lượng bao nhiêu, gạch đá, cắt sắt khối lượng bao nhiêu. Sau này thì khi mà chủ nhà nhé, chỉ cần tuân thủ như thế này thôi. Đấy, nó có thể kiểm tra thi công một cách rất là bình thường rồi. Như đây này, chúng tôi sử dụng loại gạch đặc, loại 1 theo địa phương này. Đấy. Thép này, thép sử dụng thép gì này, Hòa Phát, Thái Nguyên, Việt Úc, Việt Nhật. Có đơn giá ở đây luôn, thành tiền vật liệu ra đây luôn, đơn giá được kê khai rất là rõ ràng ở đây. Cắt xây này, nói chung là khi mà chủ nhà của chúng ta làm việc ở Mac Home nhá, thì chúng tôi sẽ có riêng một đội ngũ hướng dẫn này, giải thích cho quý vị là xây một ngôi nhà sẽ tốn kém hết bao nhiêu viên gạch, bao nhiêu cây thép, bao nhiêu cây xi, chúng tôi đều dự toán ra được hết. Và sau này chủ nhà sẽ thấy là nó đúng như thế, giống hệt trong dự toán. Bởi vì khi mà chúng tôi tính toán ấy, thì nó sẽ dựa trên máy móc, nên là sẽ chính xác một cách tuyệt đối. Vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của gia đình nhà anh Nguyễn Văn Cảnh, có địa chỉ tại Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định. Và nếu như mà quý vị nào mà đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì có thể liên hệ trực tiếp đến các số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp quý vị trong những số tiếp theo.